Vào dịp Tết Trung Thu lại có tục múa sư tử, còn gọi là múa lân. Cứ bắt đầu từ mùng 7, mùng 8 trở ra, xưa kia các đô thị cũng như ở vùng quê, những đám múa lân được tổ chức, có đám hoàn toàn của người lớn, có đám của riêng trẻ em. Người lớn thường chỉ họp đoàn múa lân vào hai đêm 14 và 10 rằm. Và trong những ngày này, các tư gia thường có treo giải để các con lân lấy. Giải thưởng bằng tiền treo trên cao, đám múa lân phải chồng người lên để lấy. Các trẻ em tổ chức múa lân để cùng nhau mua vui, không có mục đích đi lấy giải. Tuy nhiên, nếu có ai yêu mến các em, gọi các em lại treo giải, các em cũng xin lĩnh. Có những cuộc rước đèn và nhiều nơi mở cuộc thi đèn. Đèn làm hình mặt trăng, làm hình các ngôi sao, các loài thú. Trông trăng chơi đèn đêm rằm tháng 8 để nhớ lại sự tích về chú Cuội, chị Hằng. Những nhân vật huyền thoại được trẻ em yêu thích và cũng ước một lần được những nhân vật ấy ghé thăm tặng quà. Sau khi chơi cỗ trông trăng, các em cùng nhau phá cỗ vào lúc đã khuya. Nghĩa là cùng nhau ăn mâm cỗ này, ngắm trăng, ca múa. Câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi muốn hỏi ông đó là cái ý nghĩa của Tết Trung Thu trong văn hóa của người Việt là gì ạ? Ý nghĩa của nó thì phụ thuộc vào tất cả các thành phần đã xây dựng nên cái lễ hội, cái lễ Tết của Trung Thu. Thành phần từ chuẩn bị này, thành phần từ hiện vật dâng cúng này, thành phần từ nghệ thuật ẩm thực này, thành phần từ tế lễ và vũ đạo. Thì mỗi cái thành phần đó nó góp cho Tết Trung Thu một cái ý nghĩa. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng ví dụ như múa lân thường xảy ra trong Tết Trung Thu, thì múa lân thì trong gốc tích của nó thấy rất rõ, nó nằm ở hai cái. Thứ nhất là đánh đuổi và thuần hóa mạnh thú, và thứ hai là tín ngưỡng về nguyệt thực, đánh đuổi để cứu lấy ông trăng. Thì như vậy là hai cái này nó nhập vào thì nó tạo ra một lớp ý nghĩa rất sâu. Còn chúng ta dọn mâm ngũ quả, chúng ta dọn cỗ chay thì có yếu tố nhà Phật vào đó. Chúng ta múa lân có ông Di Lặc, có yếu tố nhà Phật. Chúng ta múa lân để cầu bình an và cũng là tín ngưỡng khi chúng ta nhớ đến tổ tiên của mọi dân tộc. Cho nên là bất cứ cái lễ hội nào của người Việt thì người ta cũng hướng đến bàn thờ gia tiên. Thì trong cái Trung Thu cũng vậy, người ta cũng hướng đến đó để nhớ ơn cái các bậc cha mẹ. Cho nên là cái bia vào 1101 ấy, công ở đâu của cái đoạn nói về cái lễ Tết Trung Thu đấy là thương cha nhớ mẹ mà tổ chức ra cái lễ này. Như vậy chúng ta thấy ở đây là các lớp ý nghĩa nó sắp đến nhau, trồng đến nhau để có một mùa lễ hội vui vẻ với cái sự cầu mong là cuộc sống càng thanh bình hơn, tốt đẹp hơn, êm dịu hơn như chính cái mặt trăng rằm vậy.